anh em, ở clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em gắn cái bóng này lên xe. Thì hiện tại bây giờ đang là 12 giờ trưa, giờ nghỉ trưa của mình thì mình sẽ tranh thủ hướng dẫn anh em cái bóng này nhá. Đó thì ở đây là mình sẽ lắp vào cái con VS này. À, con này là con RX. Đó thì khách để đây cho mình lắp. Đó thì khi tháo cái đầu xe ra thì anh em mình thấy là cái bóng zin nó sẽ là như thế này. Đây là cái bóng zin ở trên xe anh em nhé. Đó. Và bây giờ là mình sẽ nhấc cái cùm này ra để mình hướng dẫn anh em cách lắm này vào. Và đối với cái loại bóng mà sử dụng cái đuôi H4 này, hay còn gọi là cái đuôi ba chân ở đây, thì cái cách cắn cực kỳ là đơn giản. Anh em chỉ cần tháo cái rắc này ra. Cái rắc này nó sẽ là rắc cắm để cấp điện cho cái bóng đèn. Đó, thì anh em chỉ cần rút này ra và kéo cái phần cao su ở đây ra. Ở đây nó sẽ có một cái lẫy sắt như thế này. Thì anh em sẽ ấn cái lẫy sắt này vào và anh em kéo này ra và anh em sẽ nhẹ nhàng rút cái bóng này ra. Đây là cái bóng zin ở trên xe. Và tương tự như thế thì chúng ta sẽ cho cái bóng bi led mới này vào. Thì anh em thì thấy ở đây nó sẽ có 3 điểm, nó tương ứng với 3 cái cạnh của cái bóng này, và anh em đặt vào. Đó, nó sẽ là như thế này. Thì cái phần chấu to này nó sẽ hướng lên trên anh em nhé. Và bây giờ là chúng ta sẽ thả cái ngoàm sắt này vào đúng cái vị trí ban đầu của nó. Đó, như vậy là xong rồi. Và bây giờ là chúng ta sẽ chụp cái phần cao su chống bụi này vào. Đó thì anh em thì thấy là cái phần cao su này cực kỳ là bụi này. Mà cái pha của người ta ở trong nó vẫn cứ sạch là nhờ có cái phần cao su đó. Rồi, khi lắp vào như này thì anh em sẽ ấn cái phần cao su này xuống. Như vậy thôi, và bây giờ chúng ta sẽ cắm rắc vào. Việc còn lại là cái phần này chúng ta lại cắm vào đúng cái rắc ban đầu trên cái xe của các bạn và nổ lên là xong. Thì cái bóng này nó sẽ chạy được cả điện máy lẫn điện bình anh em nhé. Và hiện tại thì cái xe này nó đang chạy điện máy, thì mình sẽ nổ luôn để cho anh em thấy là cái bóng này nó sẽ là sáng như thế nào. Thì mình khuyên anh em là nên chạy sang điện bình. Thì bóng này chạy điện bình thì nó sẽ tăng cái độ bền cũng như là cái độ sáng của cái bóng này và cái độ ổn định của cái bóng này. Và bây giờ là mình sẽ cho anh em coi là khi mà chạy điện máy thì nó sẽ như thế nào. Sau khi là mình đã gắn cái bóng xong và mình đã cho lên cái phần đầu đèn này, thì anh em sẽ cắm cái rắc zin lại vào như cũ của nó. Đó, thì hoàn toàn là zin bản, anh em không cần phải cắt ghép đầu nối gì cả. Và bây giờ là mình sẽ bật chìa khóa lên. Đèn mo đã sáng rồi. Đó, thì mình bật công tắc đèn này. Đó, thì cái bóng đèn là đang cũng sáng anh em nhé. Và đây là hiện tại là đang là điện zin ở trên xe, nên là bắt buộc phải nổ máy thì đèn mới sáng. Bây giờ là mình sẽ bật đèn lên và mình phải nổ máy đã. Đó, thì anh em để thấy là cái bóng của chúng ta đã sáng rồi. Tắt bật. Đây là chế độ pha anh em nhé. Chế độ pha thì nó sẽ là ánh sáng trắng, còn chế độ code là ánh sáng vàng. Đó, và bây giờ là mình tắt máy đi này. Đó, mình tắt máy đi và mình bật chìa khóa lên. Đó, thì anh em để thấy là đèn không sáng. Đây là mình đang bật đèn ạ. Mình bật chìa khóa lên này. Đó, đèn mo sáng. Bật đèn để đèn không sáng. Đó thì anh em phải chuyển sang điện bình. Thì khi anh em không cần nổ máy ấy, thì cái đèn nó mới sáng được. Còn hiện tại cái xe này của mình đang là sử dụng sang điện máy anh em nhé. Đó, nếu mà anh em muốn là bật chìa khóa lên là sáng luôn thì anh em phải chuyển sang điện bình. Cách chuyển điện bình ấy, thì anh em sẽ để ý cho mình là khi tháo cái cùm đầu này ra, thì chỗ cái phần công tắc đèn chính của chúng ta ở đây, nó sẽ có hai cái phần dây vàng. Có xe thì có 2 dây, xe thì sẽ có 1 dây. Thì chúng ta chỉ cần cắt cái phần dây này và chúng ta sẽ đấu sang cái phần dây đen ở đây. Như vậy là chuyển được điện bình rồi. Thì anh em sẽ cắt cho mình hai cái cọng dây vàng ở đây. Thì anh em sẽ nối hai cái cọng dây vàng này vào cái dây đen của cái công tắc phanh tay ở đây. Hoặc là cái dây đen ở trên cái cục rơ le xi nhan ở đây. Nó cũng có một dây đen, cứ là dây đen ở trên xe, những cái xe Honda này nó sẽ là dây dương sau của anh em nhé. Đó thì bây giờ là mình sẽ đi và tiến hành. Còn nếu như anh em có thể tháo rắc ở trong cái phần mặt lạ trong này thì nó hơi cầu kỳ, thì có nhiều anh em sẽ không tháo được. Thì tốt nhất là anh em sẽ chuyển ở đây cho nó tiện. Đó, và sau khi là mình đã cắt cái đoạn dây này ra và mình sẽ nối như thế này, thì anh em thì thấy là ở trên đây công tắc đây nó sẽ có hai cái phần dây vàng. Thì anh em sẽ nối một cái phần dây vàng hay là dây bất kỳ, miễn sao là nó cắm được vào cái đầu dây đen của chúng ta ở đây là được. Cái dây đen này sẽ là dây cấp dương cho cái công tắc của chúng ta và cái đèn của chúng ta. Đó, thì anh em thì thấy ở đây là mình đã cắt hai cái đầu dây ở đây rồi. Việc còn lại là bây giờ là chúng ta sẽ cuốn băng dính vào để cho nó khỏi bị chập điện. Và cái đầu dây đây thì mình đã cầm một cái đầu dây vàng ở đây. Thì mình sẽ chọc vào cái phần dây đen ở đây. Đó,
như thế này là nó đã cấp điện được rồi. Và bây giờ là chúng ta chỉ cần gắn lại như cũ, như vậy là xong. Đó, thì cái cách chuyển điện này cực kỳ là đơn giản. Hoặc là anh em không gắn vào cái đầu dây đen thì anh em có thể là gắn vào cái đầu dây đen ở đây này. Đó, đấy cũng là dây đen. Và ở đây nó cũng có một màu dây đen nữa. Đó, cứ là cái dây đen ở trên cái xe này, nó sẽ là dây dương sau ổ khóa. Thì mặc định là cái điện của xe Honda ấy, nó sẽ là dây đen, là dây dương sau ổ khóa. Còn nếu mà đối với dòng Yamaha thì cách chuyển nó cũng tương tự như này. Thì anh em sẽ lấy là cái dây vàng sọc đỏ. Đối với xe IA là dây vàng sọc đỏ thì anh em sẽ gắn sang dây nâu. Còn xe Honda nó sẽ là dây vàng tuyền, thì anh em sẽ gắn sang dây đen. IA là vàng sọc đỏ gắn vào dây nâu, còn Honda là dây vàng tuyền gắn vào dây đen. Vậy thôi. Thì khi mà anh em chuyển sang điện bình sang ok rồi thì anh em chỉ cần bật chìa khóa lên, bật công tắc lên là cái đèn pha của chúng ta đã sáng rồi, mặc dù máy chưa nổ. Đó, pha cốt. Đó, như vậy là ok rồi. Và cái bóng này khi mà anh em gắn lên xe, những cái dòng xe đời mới như này thì đi thoải mái, không sợ lo hao bình ắc quy đâu nhá. Cho nên là anh em cứ gắn sang điện bình như này cho nó ok. Độ sáng nó cao hơn, độ bền nó cao hơn. Đó. Như vậy là xong rồi.